Hey hey hey, xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel Mr. Thắng của mình. Như là tập trước mình đã hướng dẫn các bạn lấy xe tăng bay lượn trên thành phố Vice City rồi ha. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm cái nhiệm vụ. Quỷ kia đứng lại. Sao lỗ đít lỗ bông ra vậy ông? Má ơi nó sexy kìa. Bắn đầu kỳ cục gì? Đây là Vice City chứ đâu phải là vũ trường đâu. Hả? Trời, tưởng em đó hổ báo ra đập mình chứ. Như vậy là chúng ta đã xử lý xong cái chữ L rồi. Cho nên chúng ta sẽ làm tiếp cái chữ thôi làm chữ C đi ha. Chữ C đi. Họ lại quá. Đúng là không quen lái, lái khó lắm. Chúng ta sẽ tới chữ C ha. Ow. Chiếc này là mình phải mod là cái chiếc cào cào này mới được. Để nó lái dễ hơn. Nó còn đơ cứng quá. Chửi đi con. Mới quẹt nhẹ chút xíu là nó chửi ông sùm. Đây là nhiệm vụ ở bến tàu. Ok. Dẹp, khỏi nói chuyện gì hết. Làm luôn. Oh my god. Tại sao lại thảy cho mình một cái cưa như thế? Nó bắt mình đi làm gì vậy? Không lẽ đi cưa cây cho nó? Mấy đứa này vô duyên đường người ta chạy xe đi tùm lum tà la. Chỗ mà hồng đó đâu đây? Thấy chưa? Chuẩn bị bay nhá. Ê! Rồi rồi rồi. Cái tội thích thể hiện. Thích thể hiện là nhập viện ha. Các bạn nhớ câu đó. Kinh nghiệm để đời đó. Thể hiện là nhập viện. Là bực mình quá đi. G E T T H E R E F A T. Chiếc xe yêu thích của mình đây. Wow. Bãi cà phê luôn. Đi đâu? Làm gì? Chết mày coi thằng kia. Tao xách cưa máy vô tính sổ mày nè. Ê áo cam. Nó thấy chưa. Tụi mày hả? Tắm máu nha. Dám chống với tao hả? Chạy hả con. Chết rồi, nó ngược chữ rồi. Sẵn thôi, xoắn ngay lập tức. Đù. Mày hả con? Rồi rồi, nó chỉ mình đi sơn xe để thoát tội. Biết ngay mà. Làm muốn lờn luôn rồi. Mình là chơi cái game này từ lúc 10 tuổi á mấy bạn. Từ lúc 10 tuổi là tiếp xúc cái game này rồi. Ăn vào máu rồi. Xong. 250 đồng. Làm tiếp. Làm chiếc xe tiếp đi. Wow, oh my god. Chiếc này, chiếc xe này quá bá rồi. Quá bá đạo. Mày hả? Đúng là siêu quậy đường phố, không sai mà.
cái gì vậy ba? Quái quỷ gớt đẻ là mình văng tùm lum hết trơn, văng tứ chi hết trơn. Rồi chúng ta sẽ tới chữ C ha. Làm tiếp chữ C. Thắng lại ngay. Nhầm quá thắng không kịp. Tiếp. Meet the courier at the mall. Mình sẽ vào cái trung tâm thương mại ha. Trung tâm mua sắm hay sao đó. Rồi nhớ cái nhiệm vụ này rồi. Mình nhớ rồi các bạn. Hình như là vô đây mình sẽ bị phục kích nè. Nó trên cầu thang. Lên cầu thang. BK. The rain. She's very wet this time of the year. What? Ah, come on. Look, Cortez sent me. Thấy chưa? Hai thằng nó đứng như nó chuẩn bị bắn mình đó. Quiz imperialist American pig. Mắc dại hả mày? Gouvernement français. Hand it over. You American idiot. They followed you here. Shoot for them. Mẹ kiếp nó bắn. Tính sổ. Tính sổ tụi mày ngay lập tức. Ây chà. Chết máu máu rồi. Chết thằng cu, chết thằng cu. Tống cho mày 700 viên vô cho mày vừa lòng. Tụi nó toàn là lính bằng áo giáp không đó. Hả? Sao thờ thế? Làm như không có chuyện gì xảy ra vậy mấy nó. Mấy đẻo này. Về kìa, nó bỏ trốn kìa, bỏ trốn. Tưởng tượng sao mà chị á, thấy tao ngồi trên chiếc xe này mà bỏ trốn hả? Ê ê ê, xuống nước nguy hiểm à, đừng đùa với nước nha. Trong khi chạy này không có biết bơi đâu đó. Rồi, lại lãnh thưởng thôi. Thứ. Còn nó xây đẹp chưa kìa. Cho xuống biển luôn, xuống biển đấy mày. Lách lực hả con, lách lực hả con. Xuống biển chơi với cá đi nghe. Bắt cá với đi, đừng bắt tao. $500. Mà xỉu. Thank you.